Hello, xin chào bạn. Tiếp tục cái chuỗi series phỏng vấn những người thành công và có đóng góp cho xã hội của Huy. Thì hôm nay Huy đang ngồi cạnh anh Nghĩa là chủ kênh Vui Lòng Tiếng. Anh Nghĩa cũng là một trong những khách hàng của bên Huy, của Fujike. Thì hôm nay xin được anh Nghĩa một vài phút chia sẻ cho những khán giả trên kênh của Chu Công Huy về cái hành trình của anh như thế nào để hiện nay có thể là chinh phục được khán giả với các nền tảng khác nhau. Thì anh Nghĩa có thể chia sẻ về cái hành trình mình đến với công việc này cũng như là những cái thử thách, những cái khó khăn, những cái thách thức anh đã vượt qua và những thành tựu anh đã đạt được, đúng không ạ? Xin chào tất cả các anh chị, các bạn. Ngày xưa thực ra là em cũng như bao người thôi. Em đầu tiên khởi điểm của em là em ra trường thì em đi làm thuê, làm tất cả mọi việc, ai có việc gì làm việc đấy. Đấy, thì sau đó thì em đi làm thì em làm được cái ông tên là gì nhỉ? Ông của nhà công ty nhà đẹp 36 là ông Anh Minh. Minh Minh Anh Minh đấy, cái anh Anh mà Minh hôm Nugat ờ đấy anh đấy thì là hôm đấy là lần đầu tiên là mình thay đổi, là mình đi làm là hôm đầu tiên đi, ông hẹn đến làm thì ông hẹn mình là 6 giờ đến gặp ông ấy. Thế mình đến là lúc ấy mình dậy 5 rưỡi, mình đến 6 giờ thì là mình chưa cả ăn sáng, chưa kịp ăn sáng thì mình đã thấy ông ấy là ông ấy đã ăn sáng xong rồi và ông đang ngồi ông đọc một quyển sách. mà đọc sách rồi. Ông ngồi ông đã đọc sách rồi và ông còn ăn sáng rồi cơ, ông đã có một cái tăm ở mồm rồi. Thì mình không hỏi, mình thấy cái tăm mồm rồi là mình thấy ông ăn sáng rồi, thế là xong ông đọc một quyển sách. Thế mình mới sau cái hôm ấy là tự dưng mình về mình suy nghĩ lại, mình mới nghĩ Vâng. lại, mình bảo là rõ ràng trên thực tế mà lúc đấy là những thứ là mình nhìn được bằng mắt, mình nhìn bằng mắt nhá, chứ không phải là mình được nghe ông ấy kể hay nghe người nào kể. Rõ ràng mình nhìn bằng mắt thì ông ấy là giám đốc của một công ty xây dựng khá là có tiếng, cũng như là có Công cái ty tầm thiết ảnh kế và xây hưởng dựng nhất định trong một cái tỉnh đấy, ít Nam nhất Định là đúng như không? thế, ở trong tỉnh Nam Định đấy. Mình thấy ông là giám đốc của một công ty, ông ấy có ô tô và mình nhìn thấy được đấy, những thứ mình nhìn, ông có ô tô, ông ấy có nhà mặt đường, mà không những nhà mặt đường mà lại là nhà mặt đường lô góc, có nghĩa Vâng. là cái căn nhà mặt đường là có hai mặt tiền Có giá trị. đấy, giá trị hơn cả những cái nhà mặt đường bình thường. Dạ. Thế mà rõ ràng thế mà như thế rồi mà ông ấy còn dậy sớm hơn mình. Vâng. Thế thì mình ngẫm là thế tại sao một cái thằng như mình Bạn đã dậy sớm được. mà lại dậy muộn hơn ông ấy thì không được. Rõ ràng người ta như thế mà người ta còn dậy sớm hơn mình, chăm chỉ hơn mình và học hỏi, ham học hỏi hơn mình. Thế là tại sao mình lại 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 lười được? Thế là từ đấy là đi, sau cái lần gặp anh ấy là mình thay đổi. Đấy, mình thay đổi và cũng từ cái lần thay đổi thì mình thấy là từ khi mình thay đổi thì đời nó cũng thôi đẩy. Trước là đời nó cứ đẩy mãi. Đấy, sau cái lần mình thay đổi thì mình thấy đời nó thôi đẩy đi. Thế là từ đấy đi mình về mình chăm chỉ hơn, chịu khó hơn, cũng ham học hỏi hơn và có kỷ luật hơn. Mình cái hình ảnh của ông đấy là ông ấy ám ảnh, Anh Minh, Minh anh Minh Lucat đúng Lucas đấy. Đến không? bây giờ ấy thì chưa bao giờ mình nói với trực tiếp với anh đấy, nhưng mà đến bây giờ nhiều lúc mình ngẫm lại, cũng như là nhiều khi ngồi với bạn bè hay với đồng nghiệp thì mình vẫn kể về, vô tình ai hỏi đấy mình vẫn kể với câu chuyện. Nên là thật sự mà nói là thật sự là mình có cái gì đó là biết ơn cũng như là cảm ơn anh ấy đấy. Có điều là trước giờ mình chưa có dịp, tự dưng chạy thì bây giờ bạn anh em bảo tự dưng chạy đến trước mặt anh ấy xong rồi để em cảm ơn anh nhá, nghe nó cứ cảm giác Giả nó cứ tạo đúng không? nó cứ Kiểu làm ra nó sao không ấy, thật đúng nó cứ làm sao ấy, không? nó không logic, nó không hợp lý, nó cứ xến xến, nó cứ đàn bà nào ấy. Mình là đàn ông mà, nên mình Đấy. cũng chưa bao giờ mình nói được cái câu đấy trước trước mặt anh ấy cả. Nhưng mà Thế thật là sự qua là video này thì muốn gửi lời cảm ơn tới anh Minh Lucas đúng không ạ? thế cũng là một ý quá là tuyệt vời luôn. Nếu được như thế thì còn gì để Dạ. bằng. Nếu mà giả sử mà anh Minh có nghe được cái câu nói này Ừ. thì coi như là anh ghi nhận lời cảm ơn của em. Em cũng bằng tất cả sự chân thành là em có lẽ em nghĩ là dùng từ biết ơn thì hợp lý hơn. Em rất là biết ơn cái hình ảnh mà chăm chỉ cũng như là kỷ luật, là dậy sớm làm Vâng. việc của anh ngày ấy, cái hình ảnh đấy trong cái ấn tượng là đầu tiên ấy, nó tác động rất là lớn cũng Dạ. như là ảnh hưởng rất là lớn đến cái cuộc sống của em sau này. Vâng. Một lần nữa là chân thành cảm ơn anh, nếu mà anh có xem được video này Dạ. đấy, thì em chân Thế thành còn cảm cái cảm cơ ơn duyên anh. nào mà đưa anh Nghĩa đến với cái nghề làm YouTuber, làm TikToker hay là cái nghề chia sẻ những cái câu chuyện vui cho khán giả? À ngày đấy thì là mình
thực ra là ngày ấy, sáng dậy đi làm ấy là mình ăn cơm rang thôi. Vâng. Mình rang cơm ăn, có hôm thì là hôm nào chơi sang thì làm 5.000 xôi. Dạ. À, thế xong rồi mình ấy thấy cái ông đối diện nhà mình ấy thì cũng bằng tuổi mình nhưng mà người ta đi ăn phở. Thế mình ấy hỏi là anh làm gì mà suốt ngày đi ăn phở ấy. Thế là tao làm YouTube. Thế mình hỏi à. chứng tỏ là đi ăn phở là đi làm YouTube là ngon hơn đúng không? À, chứng tỏ là làm YouTube là có tiền ăn phở. Thế là mình từ đấy là đi mình về mình làm YouTube. Vâng. Xong rồi cũng có tiền ăn phở. Bây giờ thì cái gì thì không dám nói, không dám khẳng định, nhưng mà cái chuyện mà có tiền ăn phở là mình khẳng định là mình làm được. Thế còn những cái khác thì nó vô ngần. Đấy là cũng có tiền ăn phở rồi. Đấy là cơ duyên đến với nghề YouTube của mình là như trong vậy. Quá trình làm nghề thì có những khó khăn nào không anh? Khó khăn thì nó nhiều vô kể, kể ra không hết, mà kể hết thì bảo lắm mồm. Vâng. Không nói thì bảo giấu nghề, mà nói ít thì lại bảo là ít nói. Vâng. Thế nên là thực sự là khó khăn thì nó cũng rất nhiều, nhưng mà lần gần nhất ấy thì là mình thấy ông bố mình là hai bố con đi về quê. Vâng. Thì đi qua là vô tình đi qua cái đám ma thì mới thấy con cái người ta mới khóc ầm ĩ lên. Vâng. Cứ khóc là bố con chưa kịp báo hiếu, con còn chưa kịp báo hiếu. Đấy, cái câu mà người ta nhấn mạnh khoảng 4-5 lần là như thế. Vâng. Là mình thấy như thế thì là ông bố đẻ mình ấy, ông bố ruột ấy, là ông mới bảo với mình, tiện là hai bố con thấy cái cảnh ấy là ông bố đẻ mình, ông mới bảo mình, ông mới bảo là đấy ông ạ, ông bố mình gọi mình bằng ông. Cũng giống như các bạn gọi con các bạn bằng ông. Vâng. Ông bố mình bảo mình đấy ông ạ, ông nhìn thấy chưa, người ta đang bảo là chưa kịp báo hiếu kìa. Đấy, còn tôi thì tôi vẫn sống. Vâng. Tôi vẫn sống, ông có báo hiếu gì thì ông báo hiếu đi, chứ mai sau tôi nằm xuống rồi ông cũng bảo là chưa kịp báo hiếu. Thế bây giờ ông có báo hiếu cái gì thì ông báo hiếu đi. Thế là mình về mình ngẫm là bố mình nói anh có lý, đang sống sờ sờ này báo hiếu cái gì thì báo hiếu đi, chứ cứ đợi lúc nằm xuống rằng chạy ra khóc rồi ê con chưa kịp báo hiếu. Đấy, thế là mình nghĩ như thế, thì mình bảo bố mình nói có lý, bố khác. Ông thì kinh rồi, bố tôi nói thì cứng rồi. Vâng. Đấy, hai bố con ấy, mình ngẫm thế thì là đúng lúc trên đường về thì mình thấy cái đi qua cái salon đấy thì ghi là Fujike. Vâng. Đấy, mình thấy có hình ảnh một người, không phải là người đàn ông mà là một người phụ nữ trung tuổi rồi, tóc bạc bạc rồi. Cũng giống khoảng, bố mình. Đấy, cũng chạc chạc tuổi bố mình. Thế là tự dưng là vô tình thôi, mình mường tượng đến cái cảnh là báo hiếu. Mình bảo thôi được rồi, quyết tâm báo hiếu một bữa thì còn hơn là báo nợ. Thay vì báo nợ thì báo hiếu đi, cũng là báo cả thôi nhưng nó khác nhau đấy. Thế là mình bảo thôi, thế mình tạt vào. Thì thực ra chả giấu với các bạn, mình lần đấy mình vào thì chỉ nghĩ là hỏi tham khảo thôi, không có ý định mua. Thực ra chỉ nghĩ là tham khảo xem nó như thế nào, rồi ra làm sao, rồi bao tiền, và thậm chí là trong đầu còn nghĩ là phải đi vài nơi. Vài nơi xong rồi tham khảo xem giá rồi lung tung beng rồi, chứ cũng không nghĩ là mua đâu. Nhưng mà vào thì thấy cái bạn của bạn tư vấn ấy, bạn ấy rất là tận tình. Mình vào tính mình hay đùa đùa, mình nhây nhây, thì mình vào bạn bảo anh cần em hỗ trợ gì mà anh thì anh chỉ xem chơi chơi thôi, nhưng nói thật là anh mua là anh không mua đâu. Mình chỉ trêu trêu thế thôi, nhưng mà mình cứ ngỡ là sáng sớm ngày ra mình cứ ngỡ là bạn ấy phải cáu, nhưng mà mình thấy bạn ấy không có gì bực dọc cả, bạn ấy tư vấn rất là tận tình. Bạn là vâng không sao, anh không ấy thì anh cứ đến xem, anh tham khảo, anh trải nghiệm, không vấn đề gì cả. Thế xong bạn ấy, cái nữa hay nữa, mình thấy bạn ấy rót nước cho mình uống. Mình nói được. Đi thẳng anh, đi thẳng. Sau đó là bạn ấy tư vấn cho mình cách dùng, rồi nằm thử, vân 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 vân. Đấy, và cái ấn tượng của mình đó là cái cách của bạn ấy là cư xử với mình, mặc dù mình đã nói rõ quan điểm là mình chỉ vào mình tham khảo thôi. Mình nói rõ luôn là anh vào anh tham khảo thôi, chứ mùng 5 thì anh mới có lương. Đấy, mình nói như thế để là một cái từ chối khéo để sau đó là mình đi ra, chứ trên thực tế là trong túi mình là trong tài khoản mình là đủ để mua khoảng sơ sơ là khoảng mua được, lúc đấy là sơ sơ khoảng mua được 4 cái ghế ở đấy. Nhưng mà mình chỉ nói thế để mình làm một cái đường lùi, để tí nữa là mình đi ra mấy chỗ khác mình tham khảo thì nó sẽ đỡ quê. Thế nhưng mà bạn ấy vẫn ok, bạn vẫn tư vấn chăm sóc và hướng dẫn mình cách dùng. Đấy, rót nước cho mình uống. Thế xong rồi bạn còn đến lúc mình bước ra khỏi cửa, mình bảo là thế anh cảm ơn, thôi anh về anh ấy rồi mấy nữa có lương rồi anh ghé.
Nhưng mà mình đi thì mình cũng thấy bạn rất là vui vẻ, thoải mái, không có một cái ý kiến gì cả. Thế là sau đó là mình về mình ngẫm mình ở đấy là một cái ấn tượng rất là tốt. Đấy, thế là đến buổi chiều hôm đấy thì mình có đi ra một nơi khác. Thì mình thấy là hai cái cách mà tư vấn ở hai nơi ấy, nó khác nhau một trời một vực. Đấy, nó khác nhau một trời một vực. Còn cụ thể của đơn vị mà mình không được thiện cảm cho lắm ấy thì mình xin phép là thôi thì cũng không 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 nhấn mạnh nữa. Nhưng mà mình thấy cái cách chăm sóc cũng như là tư vấn của hai nơi nó khác nhau một trời một vực. Thế là mình quyết định mình quay lại chỗ điểm đầu xuất phát để mình mua. Đấy, và đấy là cái cơ duyên mà khi mình đến với cái ghế massage của Fujike là vì vậy. Thế còn tại sao lại mua ghế massage thì cũng là vì cái từ là mọi người người ta báo nợ thì mình chuyển sang mình báo hiếu. Đó là do ông bố mình không bảo mua. Em đang hỏi là cái những cái khó khăn trong quá trình làm YouTube của mình á. Những khó khăn trong quá trình làm YouTube mình thì gặp những khó khăn như thế nào? Khó chứ, khó nhưng khó nhiều chứ, khó cái khó nó những được cái là có lẽ là đổ cho là may mắn đi. Cái may mắn đối với em là các anh các chị ạ, đó là em thấy trong cái khó này nó lại ló cái ăn. Tuy nó khó nhưng nó vẫn có cái ăn các bác ạ. Thế nên là cứ khó thì mình khắc phục thôi. Đầu tiên thì em chưa biết quay, chưa biết dựng. Đấy, được cái mình không biết thì mình học, không biết thì mình học trên mạng thôi. Thế sau đó là mỗi ngày nó bớt khó đi một tí. Ai khó mãi được đâu. Bạn Đinh Tùng Huy bạn bảo rồi, đâu ai khó mãi được đâu. Thế là dần dần càng ngày nó càng dễ ra và sau đó thì nó thành, sau đó là em thấy mọi thứ nó đi phát triển. Thế là em có động lực làm thêm, làm mạnh mẽ hơn. Đấy là cái cơ duyên nó là như thế. Thế là trong quá trình làm kênh YouTube thì anh có những cái tôn chỉ nào không? Có những cái kim chỉ nam nào để mình sản xuất các nội dung, mình xây kênh, có những cái gọi là cái làn danh nào khi mình làm YouTube? Có chứ, về cơ bản ấy thì mình sẽ nói không với những cái điều gì đấy mà nó gây ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả những người khác. Đấy, cũng như là nó ảnh hưởng không tốt đến cộng đồng. Hoặc là nói xấu người này, nói xấu người kia, rồi là hoặc là ví dụ như là chỉ trích cái này, chỉ trích cái kia, hoặc là lên mạng làm những cái video mà nó nội dung nó lan truyền không lành mạnh là mình cũng phải né, mình cũng phải tránh. Và thực tế là mình cũng không có hứng thú với những cái việc nó không mang lại giá trị gì cả. Đấy, cái phương châm của mình đó là mình tính là một ngày người ta đã làm việc rất là vất vả cũng như là rất là mệt thì mình chỉ mong sao là mình sẽ sản xuất ra những cái nội dung để khiến người ta vui vẻ. Xả check sau một ngày làm việc rất là căng thẳng, mệt mỏi. Đấy là cái mà mình nghĩ là trong khả năng của mình có thể đáp ứng được. Đợt đầu là tớ em định làm video dạy làm giàu của các bác ạ. Nhưng mà mình ngẫm là cái đấy là trước tiên là mình phải giàu đã. Thì mình mới làm cái đấy được. Đấy đúng rồi. Còn em là giàu theo kiểu là giàu tình cảm ấy. Đấy cũng là giàu. Đấy, nhưng mà giàu tình cảm thôi. Nên là em chưa dám làm những cái video về dạy này dạy nọ này. Mình không làm thầy giáo là nó không có hợp. Thế nên là em chỉ làm những video nội dung giải trí thôi. Thì rất là cảm ơn anh Trần Đại Nghĩa đã có những cái chia sẻ, những cái tâm sự về nghề. Còn thực ra thì mình với anh Nghĩa thì cũng qua cái ghế massage mà anh em biết nhau. Khi mà biết anh Nghĩa mua ghế massage thì bản thân mình cũng là một fan của anh Nghĩa, thì mình cũng có liên hệ để gọi là xin được hỗ trợ cho anh Nghĩa cái giá tốt. Đấy, chứ anh Nghĩa tất nhiên là không phải mua với giá người thường đó, vì anh Nghĩa giàu mà, cho nên là mình cũng chặt chém thêm một tí. Đấy, và cái thứ hai nữa là cũng bằng sự chân thành thì anh em cũng chơi với nhau thì đấy cũng là cái duyên massage, đúng rồi. Thì mỗi cái là không nợ thôi, chứ còn cũng là cái duyên ấy, không có nợ lần đó thôi. Thì đây là cái video này là cái series mà mình sẽ đi phỏng vấn rất nhiều khách hàng của mình, khách hàng đã dùng sản phẩm của mình để họ tâm sự về cuộc sống của họ, về con đường sự nghiệp của họ. Đấy, và câu cuối cùng thì em muốn anh Nghĩa chia sẻ cái cảm nhận sau một năm trời nhỉ, gần một năm trời sử dụng cái sản phẩm ghế sử dụng cái sản phẩm ghế của bên em thì anh thấy như nào, nó có giúp cho anh đạt được những điều gì hay không? Thực chất thì đầu tiên mình để ghi nhận đó là về độ bền. Từ ngày đến giờ thì mình không thấy nó hỏng. Chưa hỏng. Người thì có khi hỏng rồi đấy, nhưng mà ghế thì mình chưa thấy gì cả. Dạ. Đấy, chứ người ngạm thì như mình ốm quá rồi, đau tay đau chân cũng có rồi, nhưng cái ghế mình vẫn chưa thấy hỏng gì cả. Dạ. Và cái thứ hai là mình ghi nhận đó là cái từ care ấy. Dạ. Hình như từ care cũng nghĩa là chăm sóc à? Đúng rồi anh ạ. Cái từ care nó ra đời dựa trên cái sự mong muốn là chăm sóc mọi người. Nâng niu
cơ thể bạn. Thì mình thấy là cái từ ke là có vẻ nó cũng rất là ke. Rất là ke, mình thấy là ở Fuji ke thì cũng đúng là đúng nghĩa đen là rất là ke khách luôn. Thì đợt đợt đấy là bạn đấy, là bạn ấy gọi anh nhớ là một tuần hai lần. Đợt một tuần hai lần bạn hỏi là có vướng mắc gì không, có biết cách dùng mình đúng không, thế rồi có cái bảng đấy có thấy gì không, thế rồi khi ngồi có bị không? Làm sao, có thấy khó chịu gì hay có khó khăn gì. Đến mức mà mình bảo tóm lại là em ơi, gọi để đấy khi nào anh có việc điện thế thôi. Không phải điện đâu nhá, mình còn phải dặn bạn là không phải điện. Xong rồi bạn bảo là nếu mà hỏng thì anh điện vào đây rồi này nọ. Nhưng mà vấn đề là từ ngày dùng giờ thì chưa thấy nó hỏng hóc gì cả. Vâng. Chưa thấy gì cả. Thấy bạn nhân viên thì điện đến mức độ mà mình phải dặn bạn là thôi, bà điện ít thôi. Tôi có làm sao, tôi tự biết đường tôi điện. Tôi không cần bạn phải điện đâu, tôi tự điện, tôi tự tìm. Bạn không phải hỏi hỏi không? Cái thời gian để chăm thằng khác đúng không? Nó chưa có người yêu, chưa có vợ thì gọi. Kiếm thằng nào? Đấy mà chăm tôi thì thấy vô tác dụng. Ok, cảm ơn anh Nghĩa. Chúc anh Nghĩa và gia đình nhà mình có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc. Có nhiều sức khỏe để có thể là làm được nhiều những cái video ý nghĩa giúp cho khán giả ở Việt Nam nói riêng và khán giả người Việt Nam ở trên toàn thế giới nói chung có những phút giây thư giãn, có những phút giây được thả lỏng cơ thể của mình. Đó, và chúc anh có những cái trải nghiệm tuyệt vời bên cái sản phẩm của Fujike. Rồi, cảm ơn anh. Xin chào khán giả nha, chào mọi người nha. Bye bye tất cả các anh chị. Fujike, nâng niu cơ thể bạn.